một người con dân yêu nước. Giống như Khải nói, Khải theo gương Phạm Hùng Thái, theo gương Nguyễn Thái Học, Phan Chu Trinh, Trần Văn Bá, kể cả Võ Thị Sáu. Lâu rồi chúng ta mới có cơ hội ngồi xuống cùng với nhau để có một cái buổi trò chuyện về những cái công việc xung quanh cộng đồng cũng như là riêng bản thân của anh. Thì cảm ơn anh đã nhận lời direct của cuộc phỏng vấn này. Để không mất thời gian đó, thì chắc có lẽ là trong những ngày gần đây nhiều người chú ý nhất là có một cái cuộc họp báo để mà những người chống lại cái cuộc recall ở thành phố Westminster lên án tỷ phú Hoàng Kiều. Thì anh cũng là dự cái cuộc họp đó. Trước khi mà hỏi những cái chi tiết chính á, thì đầu tiên anh có thể cho một cái nhận xét. Tức là ý Derek nói là nhận xét về cái cuộc họp báo của mấy người đó. Thì kính thưa quý vị, giống như mọi người biết á, là trong đó hình như là Derek cũng có phỏng vấn ký giả Đoàn Chồng, đúng không ạ? Thì Khải nghĩ giống như chúng tôi trình bày đây, nó có vẻ như là một cái cuộc đấu tố hơn là một cái cuộc họp báo. Tức là có nhiều người nói rằng là, tức là những cái người mà đương nhiên là phe chống đối đó, thì họ chỉ trích, đúng không ạ? Họ nói là nó có vẻ như một cái dạng như, giống như các bạn ở Việt Nam hay nói là cái kiểu mà kiểu bữa họp phường hay là cái ao làng, chứ không có phải đúng nghĩa một cái buổi họp báo, đúng không ạ? Theo một cái, tại vì Việt Nam bây giờ cái trình độ về vấn đề mà phòng ốc cũng như về cái cách tổ chức nó cũng tiến bộ lắm rồi, đúng không ạ? Nó ngang tầm hiện đại, ngang tầm thế giới rồi. Tại vì họ đã tổ chức APEC, đã tổ chức bao nhiêu cái cuộc họp thượng đỉnh. Thành ra nó từ trên đi xuống, ngoài cái tầm cỡ quốc gia thì bây giờ cấp phường, cấp huyện họ cũng có trình độ tân tiến lắm rồi. Chứ không phải là bởi vì họ đánh giá thì họ nhìn họ thấy là nó không có mang cái gọi là cái gì ạ? Cái khí thế, cái tầm vóc của một cái gọi là thủ phụ, mà toàn bộ những vị lãnh tụ chống cộng của thủ phụ chống cộng, thưa anh, họp báo. Nhất là cái cách mà họ trả lời phỏng vấn, đương nhiên. Dạ. Cái nội dung chính á, được biết là họ xoay quanh ông Hoàng Kiều khá nhiều. Nhưng dạ, mà ông ấy, họ cho rằng ông ấy bỏ rất nhiều tiền ra chỉ để mà thu gom hơn 9.000 chữ ký. Và cũng muốn, theo như ý họ, là họ muốn nói rằng là ông Hoàng Kiều làm cái việc này nó sẽ gây chia rẽ ra cộng đồng. Thì theo như anh, những cái suy nghĩ đó anh muốn nói gì? Thưa anh, cái này nó đi về vấn đề dài dòng, mà tận gốc rễ là họ là như tiếng Anh nó có cái từ là Simon Says. Có nghĩa là họ hay nói là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thì thật sự cái này áp dụng cho họ. Có nghĩa là cũng công việc đó, họ làm bao nhiêu năm nay thì không sao, đúng không ạ? Nhưng mà đến phiên người khác làm thì họ lại coi như là chụp mũ. Điển hình giống như quý vị biết, ở những xã hội dân chủ, trong những cái cuộc mà bầu cử thì bắt buộc là đồng tiền là phương tiện. Bởi vì cái chuyện đầu tiên khi mà anh ra tranh cử là người ta hỏi là anh có cái hệ thống gọi là nhân viên, một cái hàng ngũ để mà ghi quỹ hay không, đúng không ạ? Nó gọi là cái network, cái mạng lưới để mà ghi quỹ hay không. Và bao nhiêu năm nay họ gây quỹ, quý vị biết, qua tận Úc, qua tận Philadelphia, qua tận Boston để gây quỹ cho một cái chức vụ thị xã lương chỉ có 800 đô la một tháng. Tôi hỏi anh, 800 đô la một tháng mà quý vị qua tận bên Úc quý vị gây quỹ là sao? Bao nhiêu năm nay họ dùng tiền gây quỹ, họ có những đại gia chống lưng. Tôi không dám lên án những người tôi không giống như họ. Tôi không lên án những người đã tài trợ cho họ, những người đã hậu thuẫn cho họ, hoặc là sai khiến họ. Họ chỉ là, như Khải đã nói lần trước, ở trong cái cộng đồng này có rất nhiều người đủ tư cách, uy tín, trình độ, kinh nghiệm, khả năng để mà gọi là minh quân lãnh tụ của cái cộng đồng. Nhưng mà xin lỗi, bây giờ phải quỳ lạy họ, họ cũng không ra. Họ đâu có tranh giành cái chức ảo, cái chức Khải nói là cái danh hiệu thôi nha, thị trưởng. Nó không phải là cái chức vụ thị trưởng, nó là cái danh hiệu. Và đừng có nhập nhằng dịch cái từ là councilman ra là nghị viên, giống như ông hội đồng tỉnh. Kính thưa quý vị, những cái vị bô lão ở đây họ sống lên trong cái thời kỳ bị Pháp đô hộ, họ lớn lên trong mông muội, đúng không ạ, ở những xã hội chưa phát triển. Họ lầm tưởng
những cái chức danh này là những cái ông hội đồng tỉnh, ông hội đồng gì đó ở Việt Nam. Không phải như vậy. Cái này nó còn không bằng một ông gọi là xã xệ ở Việt Nam nữa. Nó không có phải là hội đồng xã nữa. Tại vì Khải đã nói rồi, hỏi anh bên Mỹ bây giờ $15 một giờ là lương căn bản, lương tối thiểu ở Cali rồi, đúng không ạ? $12 một giờ là lương tối thiểu. Mà anh, cái chức vụ của anh họ chỉ trả cho anh $800 một tháng thì anh biết là cái tầm quan trọng của anh nó ở đâu, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao những người mà có trình độ, có uy tín, có tên tuổi họ không ra? Tại vì họ đã bao nhiêu năm nay họ đứng ở sau hậu trường, họ sai khiến cái đám này. Họ là những người bỏ tiền ra nuôi tụi này, sai khiến tụi này bao nhiêu năm nay. Anh hỏi thầy bằng chứng à? Bằng chứng là ông Hoàng Kiều, ông đã nuôi Trần Thái Văn 6 năm trước. Tại sao nguyên trong thời gian Trần Thái Văn nhận tiền của ông Hoàng Kiều, tại sao không ra công bố cho thiên hạ, đặt vấn đề cho cộng đồng biết, tại sao ông Hoàng Kiều ông lại làm tiền, ông bán huyết thanh, ông qua tàu ông làm tiền. Nhưng nếu vậy thì ông, nếu mà những người ủng hộ ông Trần Thái Văn sẽ nói là lúc đó ông ấy nhận tiền với tư cách là luật sư chứ không phải là một người làm cái công việc chính trị. Ủa nếu vậy, xin lỗi, nếu vậy Khải không muốn dùng cái từ mà bất nhã, đúng không ạ? Như vậy họ là những cái thằng mà coi như là vì đồng tiền mà bất chấp đạo đức à. Tức là theo như cái lý luận của họ, ông này ông là kẻ bất tài, đúng không ạ? Là vô đạo đức. Ông chỉ là con bài do tàu cộng dựng lên buôn nội tạng để mà biến ông, hô biến dựng ông lên thành tỷ phú, chứ ông không thực sự là người có tài mà tự tay gầy dựng cơ đồ, đúng không ạ? Đây là ảo hết, không phải tiền của Hoàng Kiều, cái này tiền của tàu cộng, tức là theo cái lời cáo buộc của cái đám này. Nhưng mà 6 năm trời dài đằng đẵng như vậy, Trần Thái Văn nhận tiền, đi máy bay của ổng, ở nhà của ổng, lãnh lương của ổng, ăn cơm của ổng, kẻ hầu người hạ ở bên tàu. Không biết chuyện đó là nếu mà ổng là tay sai của tàu cộng, do tàu cộng dựng lên. Giống hệt như những cái âm binh của họ bây giờ lộ mặt ra đó. Ngày hôm trước mới gọi là cơm lành canh ngọt thì ok, anh em, chú cháu cháu, đúng không ạ? Định bỡ tung hô nhau. Rồi khi không còn trả lương, không cho tiền mình nữa là quay qua chửi đào bới họ lên. Có nghĩa là ý Khải nói đây, cái tiền hậu bất nhất, đúng không ạ? Cái sự không có xuyên suốt, không có nhất quán, là nó đi từ vấn đề dối trá. Anh không nói sự thật, anh không có dựa trên nền tảng sự thật, nguyên lý, đúng không ạ? Tức là nguyên tắc. Khải không phải Khải khoe, xin lỗi quý vị, tại sao Khải rất tự tin, Khải không sợ mà đối chất tranh luận với ai hết. Tại vì tôi không nói láo, tôi chỉ nói sự thật và tôi dựa trên lý lẽ nguyên tắc. Thì anh có nói đến chiều, nói đến sáng, nói đến Tết thì cũng không bao giờ anh lật tôi được. Là tại vì tôi trước sau như một. Còn cái thằng mà suốt ngày mà bịa điều, đặt điều bịa chuyện, giả dụ cho tiền thì nói tốt, không cho tiền thì nói xấu, thì làm sao mà nó tranh luận với Khải được, thưa anh? Trong cái cuộc họp báo đó thì riêng bản thân nhà báo Khải Đào đó, thì chúng tôi chú ý nhất là khi mà anh đặt câu hỏi, chắc là ai cũng cũng thấy như vậy, thì khi mà anh đặt câu hỏi á, thì dường như là cái phần mà tranh luận cũng như là trả lời của những người được anh hỏi á, thì đáng chú ý hơn. Riêng anh muốn nói gì về những cái điều mà khi mà ban tổ chức họ trả lời lại cho anh? Thưa anh, giống như đơn giản, giống như anh với Khải đang ngồi làm chương trình, đúng không ạ? Thì đây là cái, đương nhiên Khải cũng có kênh, không thể so sánh được với những cái kênh giống như của anh hoặc là Phú Busa TV. Nhưng mà giờ nói về trên nguyên tắc, mình có kênh mà để cho người ta đánh giá, mình có chuyên nghiệp, mình có khách quan, mình có công bằng hay không? Khoan nói đến công minh chính trực, Khải chỉ nói công bằng hay không, chuyên nghiệp hay không, đúng không ạ? Thì cái chuyện đầu tiên á, là cái microphone anh phải đưa qua cho bên Khải, đúng không ạ? Và nếu mà đã không cần phải nói với nhau, nhưng mà giả dụ có sao nói vậy, giả dụ Khải trả lời sao anh phải đưa lên như vậy, chứ mình không cắt xén, đúng không ạ? Hoặc là anh giữ cái microphone trong người, người ta nói cái gì đúng ý anh mới cho người ta nói, còn không thì anh giật microphone lại. Thì kính thưa quý vị, đó là cái cách tổ chức họp báo của cái đám mà họ tự xưng là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, rường cột của thủ phủ chống cộng. Quý vị họp báo mà quý vị cầm cái microphone khư khư trong tay, có nghĩa là nó gọi là tiếng nói, và quý vị cho ai nói thì người đó mới được nói. Quý vị dành cái microphone, quý vị không đưa microphone cho khách mời, không đưa microphone cho truyền thông báo chí, cho những người đặt câu hỏi với quý vị. Quý vị dành ra ba cái người, hãy gọi là tay sai âm binh,
đúng không ạ, để quý vị nói là cư dân lên phát biểu. Nhưng mà thật sự là âm binh của quý vị lên nói những điều có lợi cho quý vị, những điều quý vị mớm cho họ, đúng không ạ, đã sắp đặt cho họ nói, thì họ, quý vị để cho họ lên phát biểu thoải mái. Lúc đó quý vị có hỏi ủa lạc đề, đề tài là cái gì không, trọng tâm của cái buổi họp báo là cái gì không, họ muốn tố cáo, họ muốn lên án, họ muốn dựng chuyện gì, quý vị cứ để cho họ thả dàn nói. Nhưng mà khi những người như Khải, đúng không ạ, đặt câu hỏi thì anh mới nói là tại sao mà có người mà tự xưng là truyền thông mà lại nói là Khải coi như là bị đuổi ra, là Khải bị phản đối, là nào? Có nghĩa là ít nhất trong một cái cuộc họp báo thì anh phải tôn trọng cái phe đối lập và truyền thông báo chí người đặt câu hỏi. Có nghĩa là anh phải để cho họ có đủ thời gian, đúng không ạ, đặt câu hỏi, và họ phải có tiếng nói. Tiếng nói đây cái gọi là theo cái physical, cái thực tiễn đó, thực tế đó, là họ phải có được cái microphone. Chứ không phải anh giữ microphone trong tay rồi anh thấy mà có vẻ người đó không cùng phe với anh thì anh giả vờ như là anh giấu microphone đi rồi anh cả vú lấp miệng em, anh lấn át tiếng nói của họ. Khi mà anh hỏi đó thì tôi chú ý nhất là cái chi tiết là anh nói rằng là trong một cái bài viết nào đó của luật sư Nguyễn Quốc Lanh thì hình như là trong bài viết đó có muốn nhắc đến, nói đến anh như là người mà thực hiện cái nghị quyết 36. Thì anh có thể nói là lý do lúc đó vì sao anh hỏi cái câu đó? Thưa anh, chuyện đầu tiên cho phép Khải Lạc đề chưa có trả lời câu hỏi của anh. Họ nói là Khải không đi vào chủ đề của cái buổi họp báo, đúng không ạ? Mà rõ ràng cái buổi họp báo đó là tố cáo, đấu tố ông Hoàng Kiều, phải không ạ? Kêu gọi cộng đồng phải tập trung lại để bảo vệ họ. Tại vì theo chính ông luật sư Lân, ông cũng đưa ra cái bài kỳ đăng số 13 của ông mà, đúng không ạ? Nói là bây giờ những cái người này dân chủ gốc Việt ở Westminster bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra cái quyết định là phải lật đổ họ, thay thế họ, và báo Nhân dân đã ra sắc lệnh kêu gọi những cái tay sai, đúng không ạ, là phải tham gia để mà tìm cách ủng hộ cái công cuộc lật đổ, bãi nhiệm ba người này. Rồi tự nhiên cái nêu tên đầu tiên hết là ông Hoàng Kiều, xong đến ông Nguyễn Phương Hùng, xong có tên Khải trong đó. Thì khỏi hỏi anh chứ, anh họp báo anh kêu tố cáo ông Hoàng Kiều và anh hô hào mọi người phải ủng hộ bảo vệ mấy anh. Và trong cái bài kỵ đăng ngay lúc đó là cái bài kỵ đăng cuối cùng của họ, đúng không ạ, trong cái ngày họp báo, thì nêu tên Khải ra. Mà Khải hỏi ủa khi mà anh nêu tên tôi ra như vậy thì anh đang tố cáo tôi cái gì, thì Khải hỏi anh như vậy cái câu hỏi có chính đáng hay không, có lạc đề hay không. Nhưng mà dù sao đi nữa thì ông Nguyễn Quốc Lanh cũng đã trả lời anh, và nếu mà Derek không lầm á, là cái câu nói đó là ông nói rằng là tôi không ám chỉ ai là tay sai của cộng sản hết, vì tôi nghĩ là tay sai của cộng sản khôn hơn anh nhiều. Thì lúc đó anh nghĩ gì về cái câu nói đó? Thưa anh, có nhiều người giống như có một cái người còn trẻ, người non dạ mà nghĩ rằng là tự được bơm thổi phồng lên là nhà truyền thông, họ rất hạ hê, đúng không ạ? Họ nói ồ, Khải bị ông này coi thường, bị ông này sỉ vả, đuổi cổ ra, mà coi như là cúp đuôi chạy, không dám nói gì hết. Nhưng mà kính thưa quý vị, Khải mới nói cái lối hành xử như vậy rất là trẻ con. Hồi nãy mở đầu có phải Khải nói chuyên nghiệp không ạ? Chuyên nghiệp, mình họp báo thì mình là cái người host, mình là người tổ chức. Thì cái người Khải nói Khải đội hai mũ, Khải là ứng cử viên đối lập, Khải là truyền thông, Khải là khách mời, Khải là dân thường, cái gì đi nữa. Nhưng mà khi mà Khải họ nói là cái phần hỏi và trả lời, đúng không ạ, thì họ là người tổ chức, họ phải trả lời, và Khải là cái người giơ tay lên xin được đặt câu hỏi. Thì sống trong một cái xã hội văn minh thì mình phải tôn trọng cái nguyên tắc sinh hoạt, có phải vậy không ạ? Anh là ban tổ chức thì anh phải tôn trọng cái người đặt câu hỏi, tại vì anh nói đây là phần hỏi trả lời, chứ đâu phải tự nhiên anh đang diễn thuyết thả nhào lên phải phá rối, phải chén vố. Đây là cái phần đặt câu hỏi, Khải giơ tay lên và hỏi nói ờ anh Khải Đào anh hỏi cái gì, đúng không ạ? Thì anh tự nhiên anh đi ngang ra anh tấn công cá nhân, anh rét phạm hiểu nè. Chừng nào mà Khải với ông Nguyễn Quốc Lân mà debate với nhau đó, có cái forum á, đúng không ạ, để mà tranh luận tay đôi với nhau đó, thì Khải sẵn sàng. Lúc đó ảnh tấn công Khải, ổng tấn công Khải mà Khải không trả lời được, Khải cứng họng á, thì mới nói là Khải không có lý lẽ, không có khả năng, không có trí tuệ. Còn cái này giống như Khải nói từ đầu, anh là người ôm cái microphone, mà người ta là cái người, tức là cái phần hỏi và trả lời, mà người ta đưa ra câu hỏi chính đáng,
mà anh không trả lời người ta, ngoài cái vấn đề anh bất lực sự, anh không tôn trọng cái người đặt câu hỏi, khải khoan nói cái vai trò kẻ thù đối lập, khách mời truyền thông hay là cái gì, đúng không ạ? Anh đã ra cái phần chương trình hỏi và trả lời, thì cái người đặt câu hỏi nếu mà câu hỏi chính đáng thì anh có nhiệm vụ phải trả lời. Tự nhiên anh không trả lời mà anh ra anh tấn công cá nhân. Rồi bây giờ xin lỗi anh Khải nói nó rất là trẻ con. Trẻ con là sao? Thứ nhất, có người nói là đúng ra Khải không nên tham dự, tại vì mình sẽ ở cái thế bị động, đúng không ạ? Mình dễ người ta lợi dụng, người ta trong ban tổ chức, người ta nắm âm thanh, người ta có quyền bịt miệng mình một cách gián tiếp, là không đưa microphone cho mình và họ ôm microphone họ nói. Khải không quan tâm. Cái chính là họ thể hiện cho mọi người thấy cái trình độ, cái tư cách của họ, đúng không ạ? Rất là bất lịch sự, rất là thiếu văn minh, rất là không có trưởng thành. Khải không nói dùng cái từ độ lượng, đại lượng gì hết, Khải nói rất là trẻ con. Tại vì cái đó đâu phải là để mà thể hiện, để mà tranh cãi với nhau. Anh là ban chủ tịch, Khải đến, Khải đặt câu hỏi mà. Mà ông ta lại, hồi nãy anh nói, ông ta nói là Khải không xứng đáng làm tay sai. Đúng không ạ? Cái câu nói của ông là tôi không có ám chỉ ai là tay sai của Cộng sản, vì tôi nghĩ tay sai của Cộng sản khôn hơn anh nhiều. Thì thưa anh, cái đó mình nói là ông có quyền nói như vậy, thì ngược lại Khải cũng có quyền nói ngược lại nếu mà Khải có microphone trong tay, đúng không ạ? Đúng không ạ? Khải nói thứ nhất là tôi cũng không bao giờ nghĩ là Cộng sản coi ông là đối thủ, là kẻ thù mà cần phải lật đổ ông, đúng không ạ? Tại vì ông chưa xứng đáng, ông mấy anh chưa bao giờ có tư cách xứng đáng để mà cho phía bên kia họ phải quan tâm đến mấy anh. Và xin Khải hôm nay Khải mượn cái kênh của anh để Khải tuyên bố luôn. Đây là cái lời tuyên bố của Khải, và Khải nghĩ Khải chịu trách nhiệm cái lời tuyên bố này, và ít nhất 5 năm, 10 năm nữa thì mới có câu trả lời. Khải hứa danh dự với các bạn, bây giờ ngay trong cái hồ sơ của phía an ninh Cộng sản, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, bên Bộ An ninh, Ban An ninh, thì chắc chắn Khải là nằm trong cái thành phần đối tượng cần quan tâm, đáng quan tâm, và đang bị coi là những cái thành phần nguy hiểm cho chế độ. Sẵn anh nói vì sao? Nghiêm trọng, rất là cái vai tức là đặt cái hàng, cái đẳng cấp hả? Anh dùng cái từ gì? Tức là giống như họ phân loại, đúng không ạ? Thì nó trên tầm. Theo như anh nói thì ít nhiều anh là một cái mối nguy hại đây. Rõ ràng nếu mà nói trong danh sách thì cái ưu tiên mà họ đặt Khải lên á thì phải là giống như là nó trên tầm của Chí Tạ, trên tầm của Thao Lê Diệp, trên tầm của Nguyễn Quốc Lân rất là nhiều lần. Vì sao anh tự tin nói như vậy? Thưa anh, nếu mà họ không nhớ, anh có biết là họ lên án Phú Bô Sa TV là tay sai cho Cộng sản, hoặc là ít nhất là một cái cơ quan truyền thông hợp tác với nhà cầm quyền Cộng sản về Việt Nam tác nghiệp, và đã gặp gỡ tất cả các vị nguyên thủ, kể cả từng là nguyên chủ tịch nước hay là đương kim thủ tướng gì đó. Khải xin lỗi nha, chỉ trừ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là chưa chính thức có cái cuộc phỏng vấn với Phú Bô Sa TV thôi. Và Khải hy vọng trong tương lai rất gần chuyện đó sẽ xảy ra. Nhưng mà ít nhất Phú Bô Sa TV, đúng không ạ, là bị coi là một cái thành phần bên đây thì tố là tay sai Cộng sản. Nhưng mà tại sao cách đây mấy tháng Phú Bô Sa TV bị VTV, Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam, đưa lên truyền hình toàn quốc, gạch chéo, lên án, và báo Nhân dân cũng đưa lên những cái clip trên YouTube gạch chéo nguyên cái Phú Bô Sa TV. Nhưng mà tại sao sau đó Phú Bô Sa TV vẫn về phỏng vấn được những vị nguyên thủ quốc gia, kể cả nguyên thủ tướng ông Nguyễn Tấn Dũng, mà theo Khải hiểu là vai trò chỉ sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thôi, mặc dù ông ta không còn là tham chính, đúng không ạ? Nhưng mà những hình ảnh đó nó cũng không chứng minh được là việc anh đang nằm trong tầm ngắm của anh. Thì thưa anh, nếu mà quý vị, bởi vì Khải mới đặt vấn đề, thì chắc chắn ông Vũ Hoàng Lân không thể nào là thành phần phản động, đúng không ạ? Là thành phần nguy hiểm mà để phía Việt Nam phải lên án, phải tố cáo, phải đặt vào cái danh sách hàng ngũ cần phải theo dõi, cần phải quan tâm. Anh có đồng ý với cả điểm đó không ạ? Và trong những cái hình mà Phú Bô Sa TV bị gạch đó, thì thật sự cái hình chính mới đây nhất, cái bài viết họ nói là cần phải quan tâm đến những cái thành phần gọi là cực kỳ nguy hiểm,
tức là trá hàng, giả vờ coi như là gì đó, gọi là không có chủ trương bạo động, không có đòi lật đổ chính quyền, nhưng mà đang thực hiện những cái âm mưu để thực hiện diễn tiến hòa bình, đúng không ạ? Qua cái mặt trận truyền thông. Thì kính thưa quý vị, bây giờ bài Khải không nói ra, nhưng mà bên kia họ đã biết như vậy rồi, thì Khải cũng giấu giếm cũng bằng thừa, đúng không ạ? Thì Khải chỉ có thể khẳng định Khải mới là những người thật sự đang đối diện với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, là đối thủ của họ trên mặt trận truyền thông. Khải không dám nói Khải ngang hàng một cái đối trọng của họ, nhưng mà ít nhất Khải là nằm trong những hàng ngũ mà họ cho là những phần tử nguy hiểm đang tìm cách thực hiện, đúng không ạ, cái kế hoạch diễn tiến hòa bình qua cái mặt, trong cái mặt mặt trận truyền thông. Còn xin lỗi, những thành phần to mồm nhân danh chống cộng cuốn cờ vàng thì chỉ là những cái thành phần bịt bợm thôi, không đáng cho họ quan tâm. Thì bây giờ cái bằng chứng khi họ gạch chéo những cái hình của Phú Quốc Star TV đó anh, thì là Khải ngồi một bên, Vũ Hoàng Lân ngồi giữa, Nguyễn Hồng Phúc ngồi một bên. Thì Khải hỏi anh, Nguyễn Hồng Phúc có được coi là kẻ thù của chế độ hay không? Thì Khải nói, bản thân Khải đó có bằng chứng, Khải không tiện nói ra. Tức là Khải nói đây không phải là suy diễn, tiếng Anh nó gọi là confirmation, tức là cái đó là suy diễn của Khải, và đã có người xác nhận với Khải là đúng, Khải đã bị bên kia người ta đưa vào danh sách và người ta đặt vào cái thành phần là đúng ạ, cái đối tượng gọi là nguy hiểm cho chế độ. Khải không chối, mà Khải cũng không có cái nhu cầu phải huênh hoang khoe để kiếm phiếu, nhưng mà Khải nói cho họ biết cỡ như họ đó không có tư cách để mà nói là đối thủ, là kẻ thù của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng sản đó, họ còn mừng, họ còn muốn có 10 Trương Quốc Huy, có 10 Trần Nhật Phong, có 10 Ngô Kỷ. Tại vì những cái thành phần như vậy chỉ có là làm những cái trò hề, đúng không ạ, để mà người trong nước người ta khinh bỉ những cái người mà tự xưng là kẻ thù chống cộng thôi, làm trò hề, càng củng cố để mà cho họ càng cảm thấy là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái tổ chức đáng tin cậy để mà có thể lèo lái đất nước, thay vì giao cho những cái thành phần ngu dốt và hoang tưởng kia. Bây giờ quay lại cái câu chuyện của cuộc họp báo ngày hôm đó đó, thì với anh thì anh có hài lòng với những cái câu trả lời không? Cũng như nếu như không thì anh muốn hỏi ra lẽ chuyện gì? Không, thưa anh, thứ nhất là Khải đã nói là ông Nguyễn Quốc Lân ông không hề trả lời câu hỏi của Khải, tức là một hình thức là đánh bùng sang ngao, có phải vậy không ạ? Tức là thay vì người ta đặt câu hỏi rất là chính đáng, họ chắc có lẽ là họ muốn nói rằng là anh không hỏi vào những cái nội dung ông Hoàng Kiều, mà anh đi hỏi cho bản thân của anh về cái vụ nghị quyết 36 thì sao? Thứ nhất là anh, họ nói là, đầu tiên họ nói là cái bên kia nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đúng không ạ, đưa ra cái sắc lệnh, đúng không ạ, là ý nói là ra lệnh cho những thành phần họ cho là tay sai phải lật đổ họ. Tức là ý họ nói là những người này là coi như đang múa, đúng không ạ, đang tham gia một cái phối hợp hành động, đúng không ạ, mà ông Nguyễn Quốc Lân ông gọi là múa nhịp nhàng theo những theo cái sắc lệnh đó. Thì đó là có liên quan với Khải. Chừng nào ông họ họp báo họ chỉ nói là tôi chỉ nói với ông Hoàng Kiều thôi, đúng không ạ, còn cái này cái chính là họp báo để chống bãi nhiệm, đúng không ạ, và họ để mà tạo cái chính nghĩa cho họ thì họ bịa ra một cái chuyện mà giống như Khải đã bác bỏ hoàn toàn, là những người như họ chỉ là trò cười cho người dân trong nước thôi, không có ảnh hưởng, không có làm lay chuyển suy xuyển gì cái chế độ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hết. Tức là uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng không ạ, thì nó càng được nâng cao qua những cái hành vi của những cái thành phần mù quáng, ngu dốt, thiểu năng như họ, đúng không ạ? Tại vì anh càng la làng, anh càng vỗ ngực, anh càng nói anh là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, anh là đối trọng, anh là cái thành phần sẽ thay thế, thì người dân người ta nhìn ra người ta biết người ta phải chọn ai rồi. Tại vì cái đúng không ạ? Thành ra khi mà Khải hỏi á, khi mà quý vị đưa ra cái bài kỷ đăng số 13, anh gần như là cái phát ngôn nhân của những người chống bãi nhiệm rồi. Và trong đó anh nói lý do là cần phải bảo vệ anh, và anh nói là ông Hoàng Kiều là nhận tiền
đúng không ạ, dùng tiền của tàu cộng, dùng tiền của cộng sản để mà chi trả cho những thành phần tay sai. Rồi tự nhiên anh đưa tên ông Nguyễn Phương Hùng là ai cũng biết ông Nguyễn Phương Hùng là ông rõ ràng ông về Việt Nam, ông ca tụng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, thì có đó giờ ông muốn ông Nguyễn Phương Hùng nói gì là chuyện của ông, còn Khải chỉ đặt vấn đề tại sao anh lại đưa tên tôi vô đây, đúng không ạ? Và khi anh đưa tên tôi vô thì anh cũng khơi khơi anh nói là Khải Đào tranh cử mấy lần mà không đậu, như vậy là tội à, đúng không ạ? Nếu vậy bên Mỹ này những người nào mà ra tranh cử mấy lần mà không thành công là những người đáng bị lên án à, cần phải đưa vào danh sách đen à. Còn không thì Khải sẽ hỏi ông, anh đưa tên tôi vô đó thì bây giờ tôi muốn anh công khai xác nhận với mọi người là cái thâm ý của anh là anh muốn nói cái gì, đúng không ạ? Anh nói ông Khải Đào này là tay sai cộng sản hay là nhận tiền của ông Hoàng Kiều để phục vụ nghị quyết 36 thì anh phải công khai, tôi muốn biết để làm chi, để người ta nói là danh chính ngôn thuận, đúng không anh? Khải không thể nào tự nhiên Khải phản bác, Khải tấn công hoặc là Khải thưa kiện ổng nếu mà Khải không rõ ràng, ổng không xác nhận cho Khải rõ ràng. Nhưng mà như quý vị thấy, giống như mọi người đã biết, ông Tài Đỗ đã nói những người này chỉ là bịp bợm đồng hương Việt Nam, tức là khi mà nói chuyện với đồng hương và quảng bá trên những cái cơ quan truyền thông Việt Nam, tiếng Việt đó, thì nói nhăng nói cùi nói lung tung hết. Làm sao họ bịp bợm, họ sẵn sàng dựng chuyện, đặt điều bịa chuyện, đúng không ạ, để bôi nhọ đối thủ, nhưng mà không dám chịu trách nhiệm. Thưa anh hiểu cái này đúng không ạ? Có nghĩa là ném đá dấu tay nhờ những cái thành phần cặn bã, những thành phần gọi như là háo danh, những thành phần mà coi như là thiếu hiểu biết, làm những cái chuyện dơ bẩn đó cho họ, tức là bôi nhọ tố cáo đối thủ của họ, nhưng mà bản thân họ không dám nói. Rồi khi mà họ nói, họ họp báo thì họ nói bằng tiếng Việt để sao anh, để họ né tránh trách nhiệm. Thì anh hỏi Khải, Khải trả lời luôn, ông Nguyễn Quốc Lân với ông Trần Thái Văn thì trình độ hơn mấy thằng ngu kia, thì họ biết ý Khải chứ. Khải chỉ muốn buộc họ vô để họ phải gánh trách nhiệm với cái lời cáo buộc của họ. Có nghĩa là Khải ra Khải hỏi để mà giữa thanh thiên bạch nhật, để mà những cái lời họ nói nó mới có giá trị, đúng không ạ? Thì nó mới xứng đáng để mà Khải phải đối phó chứ. Còn bây giờ nó gọi là anh đi nói nhăn nói cuội, đi tung tin đồn mà mấy quán cà phê gọi là bôi nhọ Khải thì Khải đâu quan tâm. Nhưng mà rất tiếc thưa anh, như quý vị thấy khi mà Khải đối chất họ công khai thì ông Lân ông không hề dám nói là Khải Đào, đúng không ạ, là tay sai của cộng sản hay là Khải Đào là phục vụ cho nghị quyết 36. Ông nói một cách rất là coi như là lương lẹo. Tự nhiên ông nói là tôi không nghĩ anh là tay sai cộng sản, tại vì cộng sản họ khôn lắm. Thì Khải cũng có quyền nói ngược lại với ông. Nhưng mà y chang như vậy, muốn cái câu nói như vậy thôi. Khi mà họ trả lời anh đó, thì ban tổ chức có nói rằng là cái lý do mà không trả lời vì anh là đối thủ, anh đội tới hai cái mũ, không những là nhà báo truyền thông mà anh cũng là một người ứng cử vào cái ghế muốn recall những người này và muốn thay thế họ, vì vậy họ xem anh là đối thủ. Thưa anh, câu trả lời Khải xin lỗi quý vị rất là ngu, rất là gian trá, đúng không ạ? Điều thứ nhất giống như Khải trình bày lúc đầu là ở bên Mỹ này, với nhất là trong cái thị xã Westminster này, cái vai trò của thành viên hội đồng thành phố là chỉ có $800 một tháng. 2 tuần quý vị chỉ ngồi lại họp một buổi tối thứ tư, that's it. Quý vị không có vai trò điều hành thành phố. Bởi vậy ông Tài Đỗ mới nói khi mà quý vị đi mà cứ xen vô chuyện của thành phố mà hỏi nhân viên là chuyện này tới đâu, chuyện có là họ vi phạm quy định pháp luật, họ không có quyền xen vô chuyện thành phố. Cái vai trò trách nhiệm quý vị chỉ là mỗi 2 tuần họp lại một lần, cùng lắm là đi tìm hiểu để mà coi, tức là khi mà họp rồi đưa ra những cái gọi là vấn đề cần phải biểu quyết đó, thì quý vị có quyền về tìm hiểu nghiên cứu, nhưng mà cái chính chỉ là quyết định biểu quyết với nhau thôi, chứ quý vị không có cái vai trò mà điều hành thành phố. Thành ra chỉ là một cái công việc chưa gọi là bán thời gian nữa. Giả dụ bán thời gian, nhiều khi một ngày anh làm 2 tiếng, đúng không ạ, vẫn là bán thời gian. Còn cái này một tháng anh chỉ họp có 2 lần thì không thể gọi là công việc được. Có nghĩa là tất cả những thành viên hội đồng thành phố đều có công việc riêng, công việc chính, đúng không ạ? Anh là bác sĩ, anh là kỹ sư, anh là chủ tiệm, anh là nhà văn, và Khải là nhà báo. Anh có nghĩ họ nói như vậy đó để cho nhiều người nghĩ rằng là vì anh cũng là một đối thủ, vì vậy cái câu hỏi của anh nó không có công bằng, anh trách sai? Nó nhập nhằng thưa anh. Đầu tiên hết Khải khẳng định, thứ nhất là không thể nào nói là, bởi vậy Khải mới nói cái người mà nghị viên bắt buộc là phải có một cái công việc khác, đúng không ạ? Và Khải đang là ứng cử viên,
Và cái công việc ít nhất họ không nhận là chuyện của họ. Khải là làm, Khải làm truyền thông, và Khải đến và Khải nói, Khải đóng tiền, Khải có môn bài, Khải đóng thuế cho thành phố Westminster, và cái môn bài của Khải là cơ quan truyền thông Vietjet Media có đăng ký với thành phố Westminster, thì làm sao mà nói Khải không phải là truyền thông? Còn cái chuyện nói là tại vì Khải ra tranh cử, thành ra Khải không có quyền đặt câu hỏi à? Còn cái chuyện Khải đặt câu hỏi thì rõ ràng tiếng Anh nó là có angle, hoặc là có ý đồ, hay là bất lợi cho họ, đó là chuyện của Khải, đúng không ạ? Không thể nào mà nếu vậy hóa ra nói là tôi mở họp báo nhưng mà quý vị lên đặt câu hỏi là phải có lợi cho tôi à? Họ cùng một cái lối suy luận rất là ngu si ấu chỉ và rất là độc tài, đúng không ạ? Còn cái chuyện cái câu hỏi Khải nó có chính đáng hay không, nó có hợp lý hay không, rồi cái chuyện cái câu trả lời của họ là mới đáng để cho khán thính giả, để cho đồng hương, cho cử tri người ta quyết định, đúng không ạ? Người ta phán xét là cái câu trả lời của họ nó có thành thật hay không, nó có hợp lý hay không, nó có mang tính thuyết phục hay không, thưa anh. Bây giờ thì ngày hôm qua chúng tôi lại thấy ông Nguyễn Quốc Lân bỏ lên những cái văn bản và dường như là có cái hàng tít trên đầu là tỷ phú Hoàng Kiều bị điều tra, bị cơ quan bầu cử điều tra đó. Thì riêng anh nghĩ gì về cái này? Nhiều người bàn tán, người thì cho rằng là như vậy, nhiều người thì nói đây chỉ là những cái lá thư bình thường gửi đến cho ông Hoàng Kiều biết là họ đang kiểm tra những cái chữ ký mà thôi. Thì riêng anh nghĩ gì? Thưa anh, cái trong buổi họp hội đồng thành phố thứ tư vừa rồi, Khải đã nói rồi, họ là những người liars, là những người nói láo không biết ngượng miệng, những người không có tự trọng, vô liêm sỉ, vô đạo đức. Tiếng Anh nó rất là đơn giản, nó nói liars là những thằng nói láo là đủ rồi. Tại vì đối với những xã hội văn minh như Khải giải thích, đúng không ạ? Những cái người nói láo là những người không xứng đáng, không được coi trọng, đúng không ạ? Những thành phần rác rưởi vứt đi rồi. Khải nói láo đây, con người mình lúc nào cũng có những lúc nói láo. Thì cái đó là không phải cái vấn đề. Nhưng mà khi mà người ta đã đóng nhãn cho mình, đúng không ạ? Là những thằng liars, là những thằng dối trá, nói láo chuyên nghiệp, những thằng bịp bợm, có phải không ạ? Là những thành phần cặn bã rồi, chứ đừng có nói là làm tham gia chính trị, vận động tranh cử là phải nói láo. Không, mình phải phân biệt giữa cái chuyện mà vận động hứa hẹn suông, đúng không ạ? Hoặc là đánh lạc đề, misleading, nó vẫn khác. Còn liars là một chuyện khác. Thì những thành phần này, thưa anh, giống như họ ra xuất bản ra những cái tờ mà họ gọi là báo như vậy nè, bản tin như vậy nè, mà họ không dám nói đây là những cái thành phần mang tính cách tuyên truyền, đúng không ạ? Những cái gọi là những cái tài liệu tuyên truyền, nhưng mà họ là phát hành ra vẻ một cái tờ báo là nó nói lên cái sự lương lẹo, cái sự dối trá của họ rồi. Và giống như Khải nói với anh ngay từ đầu, anh còn nhớ cái lúc mà một trong những chương trình đầu tiên của mình, anh nhớ mà để mà nói là sẵn đây Khải cũng phải xin lỗi, anh nhớ lúc đó mình trình bày thì cái góc độ để quay phim mình nó hơi kỳ, đúng không ạ? Thì Khải không biết là cũng thay mặt anh xin lỗi quý khán giả luôn, nếu mà cái trong cái hình ảnh cái chương trình phỏng vấn đó nó không có được tức là hơi bất nhã, khiếm nhã. Nhưng mà kính thưa quý vị, trong cái chương trình mà chúng tôi trình bày để mà chứng minh rằng là cái khi mà Chí Tạ trao cái đưa cái là sao anh, tức là bằng tưởng luật, dạ không, phải nói là cái nghị quyết, tức là phải dùng cái từ gì, đưa ra cái nghị quyết để mà vinh danh Ngô Thanh Vân, đúng không ạ? Và họ bao biện, họ nói rằng là cái chuyện đó chuyện bình thường rồi, cái cô này là Việt Kiều, cô này là không có liên quan đến cộng sản, đúng không ạ? Thì Khải đã chứng minh ngay từ lúc đó rồi là họ là những người, hồi đó mình chỉ nghĩ là họ không có trình độ, họ không thấy được vấn đề, thành ra Khải phải cất công, Khải chứng minh, đúng không ạ? Thì sẵn Khải cũng muốn nói luôn là như vậy, có nghĩa là làm truyền thông đó là những cái chuyện mà đối với chúng tôi nó là cái vai trò của truyền thông, là ít nhất anh phải có được gây được cái ảnh hưởng tác động đến xã hội, nếu mà không nói là thay đổi xã hội, không nói là thay đổi cả một xã hội, nhưng mà có thay đổi một số những cái vai trò, những cái
gọi là cơ chế gì đó trong xã hội, đúng không ạ? Thì Khải cũng rất là hân hạnh cũng mà góp phần với anh để mà làm được những cái chương trình đó, để mà có gây ra được những cái sự thay đổi trong xã hội. Và cái đó là cái sự mà mình nói liars, sự nói lên sự thật hay là sự giả trá thì thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời, đúng không ạ? Thì như anh thấy họ nói đây đó, hồi nãy anh hỏi câu hỏi của Khải, anh câu hỏi Khải về ông Nguyễn Quốc Lân á, là ông đưa ra những cái bài kỳ đăng, đúng không ạ? Thì cũng giống như trở lại cái trường hợp đó mà Khải muốn nói, mà Khải lôi lại cái chuyện Ngô Thanh Vân á, là anh thấy họ lầm với cái thời đại cách đây mấy trăm năm, là coi như là nói bừa, nói càng, nói lấy được. Cái thời đại bây giờ khi mà mình nói nó nằm trên YouTube, nó nằm trên Facebook, thì cho dù là 5 tháng sau, bây giờ là 1 năm sau, bây giờ quý vị quay ngược trở lại, quý vị mở ra thì ai là thằng nói láo, ai là người nói thật thì nó rõ như ban ngày. Có phải vậy không ạ? Chứ không phải là cứ nói bừa nó bãi nói lấy được. Đó là lý do tại sao Khải nhắc đến cái chuyện xa xưa cách đây cả năm trời về vấn đề tranh cãi về cái gọi là việc trao cái nghị quyết vinh danh Ngô Thanh Vân, để mà chứng minh là họ nói láo hay họ nói thật. Thì những cái bài kỳ đăng đó thưa anh là như vậy, họ rất là coi thường khán giả, coi thường bạn đọc, coi thường đồng hương, coi thường cử tri. Tức là họ nghĩ là họ cứ già mồm, đúng không ạ? Họ cả vú lấp miệng em. Giống như cứ sử dụng những người như Ngô Kỷ, Nam Quan, Tony Bùi, rồi cứ lên, cứ la làng lên Ngô Đình Lượng, nói rằng là à, ông Tài Đỗ sắp sửa thay đổi tên Westminster City, đúng không ạ? Rồi như cái trường hợp của anh nói là ông Hoàng Kiều sắp bị thưa kiện, thì Khải nhắc là Ngô Thanh Vân để quý vị truy ngược lại những cái lời tuyên bố của họ từ cái ngày mà bắt đầu chúng ta nói về Ngô Thanh Vân. Rồi anh nhớ là khi mà họ, anh nhớ Khải nói là Khải không đồng tình, đúng không ạ, với các quyết định trao bằng trao cái nghị quyết, là tại vì Khải nghĩ Khải không có lên án Ngô Thanh Vân nha, Khải không có hề nói là, hoặc là Khải không chống đối phim Hai Phượng, Khải chỉ phân tích, Khải nói với vai trò tự xưng là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa cầm ngọn cờ đầu để chống nghị quyết 36, thì anh không thể nào đi vinh danh một cái bộ phim mà là tác phẩm tuyên truyền cho Bộ Công an, đúng không ạ? Thì Khải chỉ phân tích xong, Khải nói nếu vậy thì anh nên nhận cái sai lầm, cái khuyết điểm của mình. Họ không làm. Anh nhớ là sau đó họ làm gì? Họ gây áp lực để mà cái người chủ chương trình mà đang hợp tác với Khải không cho Khải lên nói nữa. Khải qua bên ông Minh Tâm, Khải nói. Họ đóng luôn cái đài của Minh Tâm. Thì kính thưa quý vị, đó là cái gì? Đó không còn là vấn đề bao biện chống chế cả vú lấp miệng em nữa, mà cái này là anh đàn áp bịt miệng người khác. Có phải vậy không ạ? Họ không còn tranh biện nữa, họ đóng luôn một cái đài mà cộng tác với Khải. Rồi sau đó chính vì những cái hành động đó mới đưa đến cái quyết định là một số người họ nói cái tụi này nó quá đáng rồi. Anh nhớ trong thành phố họ nói là bây giờ ông thị trưởng thì muốn đưa vào nghị trình cái gì cũng được, còn như những cái thành viên hội đồng thành phố khác là phải có được đại đa số chấp nhận thì mới được đưa vào nghị trình. Thì cư dân họ mới phát động cái chiến dịch bãi nhiệm. Anh nhớ không ạ? Thì thưa anh nhớ cái thời điểm đó anh có quan hệ cũng khá tốt với ông tỷ phú Hoàng Kiều. Và Khải nhớ không lầm thì ngoài Vũ Hoàng Lân thì anh, đúng không ạ, là một cái người tạm gọi là truyền thông khác mà có thể mà gọi phone trực tiếp nói chuyện với ông Hoàng Kiều lúc đó, đúng không ạ? Thì rõ ràng sau này Khải nói chuyện qua những cái chương trình trên ghế nóng đó, thì ông Hoàng Kiều ông xác nhận, ông nói là ông có coi hết những cái chương trình của Khải. Rõ ràng cái chương trình mà Khải nói chuyện về Ngô Thanh Vân gọi là tranh luận làm sáng tỏ vấn đề đó, thì ông Hoàng Kiều ông cũng có coi. Thì một lần nữa Khải nói như vậy để quý vị biết cái liên hệ của Khải với ông Hoàng Kiều là trong cái cuộc bãi nhiệm là như vậy. Có nghĩa là cái nó khởi đầu từ một cái chuyện rất nhỏ, rồi họ bao biện, họ chống chế. Và chính vì họ nắm truyền thông trong tay, họ có quỹ tranh cử ngân sách của quận, đúng không ạ, trong vai trò giám sát viên, rồi ngân sách của một vị dân biểu tùy quan, họ có cả triệu bạc trong tay. Và họ, bởi vậy họ vừa là dân cử, họ vừa có tiền, họ vừa có quyền, thành ra họ nắm truyền thông Việt Nam rất là sợ họ. Thì lúc đó chỉ có những người như Đéc Phạm mới dám phỏng vấn Khải Đào thôi. Anh nhớ lúc đó anh là cái đường cùng của Khải rồi, tại vì trước đó họ đóng cửa hết những cái chương trình radio khác mà dám
hợp tác với Khải để mà Khải trình bày cái suy nghĩ của Khải. Chứ lúc đó Khải không phải là kẻ thù, không phải là phe đối lập với họ. Thì kính thưa quý vị, giống như Khải trình bày, lúc đó Khải chỉ là những người có sao nói vậy, mình đưa ra cái nhận định bất lợi cho họ. Và họ đàn áp chúng tôi, thành ra những cái người, và không phải một mình Khải, tức là họ lộng quyền. Cái thái độ của họ rất là độc tài, rất là như lạm quyền trong hội đồng thành phố. Thành ra những người cư dân, đặc biệt là những sắc dân khác, họ mới phải thành lập một cái nhóm gọi là Westminster United để mà tiến hành bãi nhiệm. Thì chính vì ông Hoàng Kiều, ông có theo dõi những cái chương trình của Khải và những người khác trên những cái kênh giống như là Phố Busa TV, Khải cũng có một cái chương trình. Và bả xác nhận là Chí Tả bậy rồi, Chí Tả sai, Chí Tả bị lừa rồi. Thì chính vì vậy, những người như ông Hoàng Kiều, ông mới thấy là tụi này quá láo. Thành ra sau này ông ủng hộ cái phong trào bãi nhiệm. Chứ ông Hoàng Kiều không phải là người phát động phong trào bãi nhiệm. Thành ra Khải chứng minh cho anh và mọi người thấy cái tụi này là tụi láo xạo. Đúng không ạ? Khi mà họ nói là báo Nhân Dân đưa ra cái sắc lệnh, ra lệnh cho những người như Khải, rồi Khải mới múa theo cái lệnh đó. Một lần nữa Khải chứng minh thêm, quý vị nào cứ việc lên báo Nhân Dân coi lại cái bài viết phóng sự của họ, và có dẫn cái, cũng anh là người phỏng vấn Khải, đúng rồi, dẫn lại cái nhận định của Khải về cái nghị quyết 4953, đúng không ạ? Báo Nhân Dân tường trình lại dẫn lời nhận định của Khải, và Khải cảm thấy cái nghị quyết này rất là tào lao bố láo. Thì kính thưa quý vị, nếu mà báo Nhân Dân dẫn lời Khải chỉ trích cái nghị quyết này, thì là báo Nhân Dân chạy theo Khải hay là Khải nghe theo cái lệnh của báo Nhân Dân? Bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi riêng về cá nhân của nhà báo Khải Đào đó. Thì chúng tôi thấy là dường như gần đây anh cũng có những cái video mà cũng gây ra tranh cãi, và dường như là khán giả cũng phản ứng với anh rất nhiều, nhưng mà chưa thấy anh nói gì cả. Hay là đó là một cái cách của anh muốn im lặng hay như thế nào? Ồ không, thưa anh, tức là đối với những cái mà đa số là khán giả trong nước đó. Dạ, những tài liệu như vậy, những cái lời phê bình của khán giả, Khải đều có câu trả lời hết. Và thật sự nếu mà nói về tài liệu, nếu mà nói dùng cái gì anh, nói là material á. Bởi vì chắc có lẽ vô cụ thể đi ha. Gần đây á, có những YouTuber khác không phải là nhà báo, nhưng mà họ cũng như là những người ở bên đây gọi là activist đi, dạ, ở trong nước đó, họ bất bình và họ lên tiếng anh khi mà họ nói rằng là anh dùng cái từ là khai dân trí. Anh nói là anh muốn làm cho dân Việt Nam thay đổi cái suy nghĩ, tư duy mới mẻ hơn, thay đổi. Anh dùng cái từ thay duy dân trí. Nhưng mà họ lại không đồng tình, bởi vì họ thấy rằng là những cái sinh hoạt ở đây đó, của cộng đồng này đó, nó quá nhiều mâu thuẫn với nhau. Nếu mà không dùng cái từ mà một người, tôi đã từng phỏng vấn một người nhà phóng viên ở Việt Nam, ở trước nhà thờ Đức Bà đó, anh chắc có lẽ anh cũng coi, thì họ nói rằng là những cái nhân vật mà làm xào xáo ở ngoài hải ngoại này, khi người trong nước nhìn thấy đó, nó sẽ như là một cái gọi là tác dụng ngược. Thì người trong nước sẽ không coi đó là một cái gương, mà họ thấy là ồ, ở ngoài đây nát quá, ở trong nước không học hỏi gì cả, và họ sẽ yêu cái nơi họ đang sống hơn. Thì cũng có nhiều người đã chừng cho rằng là cái công việc của anh làm không thể nào mà khai dân trí ở trong nước, thì anh muốn nói gì? Thưa anh, cái nhân vật có lẽ là anh đang nói đến ông Hà Văn Sơn và Khải bây giờ không? Khải có lẽ là anh làm những người ở trong nước. Không, Khải hiểu, nhưng mà ý nó là có một cái người mà anh phỏng vấn đó là một phóng viên của SCTV. Ok. Rồi còn những cái mà giả dụ những cái lời như vậy đó, thì hồi nãy anh nhớ ngay đầu không? Khải đã lên án những cái người mà Khải nói là tự xưng nha, hoang tưởng, tự sướng hay là bịt bợm, đảm nhận cái vai trò đó, sẵn đây Khải nói luôn. Thì quý vị đừng lầm lẫn với những người đấu tranh, những nhà đấu tranh. Đấu tranh cho dân chủ, đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh cho một xã hội văn minh phát triển tiến bộ. Nó khác với những thành phần mà hồi xưa Khải gọi là chống cộng bằng mồm. Đúng không ạ? Thì một lần nữa Khải xin khẳng định để những cái người mà đừng nhầm lẫn. Chống cộng bằng mồm, Khải xin lỗi, Khải cũng thuộc dạng chống cộng bằng mồm. Giống như nãy Khải nói, nhưng mà Khải đấu tranh trên mặt trận truyền thông. Thì có thể ngày hôm nay Khải vẫn bị chửi bới, vẫn bị coi thường, vẫn bị người trong nước khinh thường, không có hưởng ứng.
Nhưng mà Khải hy vọng 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, từ từ có một số người có trình độ, có hiểu biết, người ta thấy được. Không phải là Khải khai trí cho họ, nhưng mà giả dụ Khải nói 1000 chuyện thì giống như ông Newton mà ông thấy trái táo rớt xuống đó, thì những người có trình độ, có uy tín, có ảnh hưởng trong nước á, qua những cái gì Khải nói, vô tình có một cái gì đó tự nhiên nó gọi là gì đó, nó xảy ra giống như là lời anh nói trước đây. Khải không phải là khai sáng cho họ, có nhưng mà ý anh vậy không? Khải đang nói giống như trái táo, nó không thể khai sáng cho ông Newton được, đúng không ạ? Nhưng mà nó tác động, nó gây ra cái sự, nó gọi là gì đó, xin lỗi, từ những cái hồi xưa hóa học nó có một cái từ gì Khải quên rồi, coi như là chất xúc tác, đúng không ạ? Giống như mình xúc tác để mà tự nhiên họ vỡ vẹt ra những cái mà giả dụ những cái suy nghĩ triết lý, những cái mà manifesto, tức là những cái chủ thuyết gì của họ đó, nó còn ấy lắm, nhưng mà mình cũng góp phần làm chất xúc tác để mà tự nhiên đến một ngày nào đó giống như ông Einstein á, tự nhiên ông thấy mọi chuyện nó rõ như ban ngày để mà họ có được thấy ra được, thì những người đó mới là những người được mọi người chấp nhận để mà khai dân trí cho họ. Một lần nữa Khải nói, Khải chỉ là góp phần tham gia, mà cái mà Khải đi theo con đường của cụ Phan Chu Trinh là cái công cuộc của Khải là khai thông dân trí, chứ không phải công cuộc của mình là vũ trang bạo lực để mà lật đổ chính quyền, để mà đánh đuổi thực dân, anh hiểu không? Tức là cái đường lối chủ trương nó khác, và Khải chỉ là góp phần. Còn cái phần của Khải đó đến đâu á, đương nhiên mình chủ quan thì mình có cái phần chủ quan hoang tưởng của mình, nhưng mà Khải vẫn hy vọng là mình góp phần, anh hiểu không? Còn cái chuyện mà một lần nữa Khải đã nói, Khải không phải diễn giả, Khải không phải là ông giáo sư, thành ra đừng có ngồi mà nghe mà nghĩ là lời ngọc ý vàng để mà nghe Khải khai trí. Khải không bao giờ làm chuyện đó. Cái mà Khải làm tiếng Anh nó gọi là brainstorming, đúng không ạ? Giống như trong những cuộc mà thí nghiệm, khi mà người ta đã mở nhà hàng, anh đến ăn, thì cái những cái món ăn này, kính thưa quý vị, là đã có công thức, đã được chấp nhận, đã được đưa vào cái menu hết rồi. Thì khi mà quý vị thực khách đến anh là họ sẽ đưa được những cái món ra. Còn cái phần Khải làm là đằng sau hậu trường. Giả dụ bây giờ Khải nói không, bây giờ mấy 10 năm nay mình cứ ăn cái món này hoài, đúng không ạ? Bây giờ mình phải có một cái món mới. Thì Khải là cái thằng ngồi mà suốt ngày cứ quậy tùm lum á, thì có thể trong 10 ngày, 1 năm Khải cũng không có làm ra được một cái món gì chấp nhận được. Nhưng mà cái công cuộc của Khải là mày mò, mò mẫm, tìm kiếm để có thể cái người đầu bếp hoặc là cái chủ nhà hàng một ngày nào đó họ nhìn thấy đống bì hình hì của Khải, nó cái này được á, cái này trở thành món chiêu bài được á, món mới cho thập niên mới. Thì cái phần đóng góp của Khải nó là như vậy, tức là cái người chủ nhà hàng, cái người đầu bếp họ có trình độ, họ có kỹ năng và họ có thực khách tin tưởng họ, nhưng mà qua cái chuyện mà mày mò quậy phá của Khải thì họ thấy có được những cái chuyện mới mà tự nhiên bản thân họ họ sẽ không có được những cái món mới đó. Rồi còn có những người nói là anh đội quá nhiều cái mũ, mọ nào là nhà báo, cái thứ hai nữa bây giờ là chuẩn bị ra tranh cử vào một cái chức của hội đồng thành phố, rồi dường như là anh cũng muốn làm luôn là một nhà hoạt động activist, thì anh nghĩ gì, nó có quá nhiều cái mũ hay không, và anh có e ngại rằng nếu đó là đúng thì sẽ có những cái trường hợp anh bị mâu thuẫn bởi vì những anh đội một lúc mấy cái mũ đó? Hôm nay sẵn Khải vừa nổ mà vừa khoe trình làng thêm một cái mũ khác. Tại sao Khải dám nói là Chí Tạ, Charlie Nguyễn Mạnh Trí, Kimberly Hồ không đáng sách dép cho Khải khi mà nói đến chuyện yêu nước, khi mà nói đến chuyện cống hiến? Và Khải nói cái này, cái người phải làm chứng sẽ là ông đồng tổ chức diễn hành Tết năm nay của họ. Cái người mà kinh tài cho họ bây giờ là ông chủ nhiệm cái tờ báo, tuần báo Việt Mỹ, đúng không ạ? David Võ. Ngoài cái vấn đề David Võ chấp nhận kêu Khải sẽ là làm thay thế Uyên Vũ để làm, tức là đại diện thay thế cho Hiêm quản lý Việt Mỹ, thì cái tối hôm trước, tức là ngày hôm sau Khải chuẩn bị bắt đầu á, thì tối hôm trước ông Phan Trần mà ra ứng cử nè, đến lấy tiền nước mà thay cái hệ thống lọc nước cho ông David Võ đó, thì Khải ngồi Khải nói chuyện với Phan Trần quá gọi là hồn nhiên đi, để hiểu mình không, mà Khải không biết là Phan Trần với David Võ có một cái sự mà mâu thuẫn về chính kiến. Thì David Võ ra cái vẻ là mình không nể mặt Hiêm,
tức là giống như đối thủ của nhau mà mình sắp sửa làm quản lý cho him, mà mình đi ngồi mà Khải nói chuyện rất là to tiếng, giống như coi không có mặt David ở đó, hiểu không? Nói cả nửa tiếng đồng hồ. Thành ra khi mà Frank Trần về thì David mới nói mình, nói một cách nhẹ nhàng, nói là anh Khải, đó giờ thì anh làm sao thì em không biết, nhưng mà mai mốt anh làm với em thì ít nhất là anh biết cái này cái nồi cơm của em, đúng không ạ? Thì ít nhất anh cũng phải quan tâm, anh cũng phải. Thì David chỉ cần nói một cái là ngày hôm sau mình ngưng, mình không đến liền. Nhưng mà David có thể làm chứng, tại vì trong thời gian trước đó là David có để cho mình với luật sư Dina Nguyễn lên làm chương trình. Tuy vậy, cái câu chuyện này ra em muốn chứng minh điều gì? Chứng minh điều gì? Thì quý vị còn nhớ cái bà Nancy Bùi mà gây quỹ mấy trăm ngàn, đúng không ạ? Để mà thưa kiện Formosa. Thì thật sự Khải là cái người phát động cái phong trào là gây góp chữ ký trên change.org, cái petition, thỉnh nguyện thư để mà đòi kiện Formosa. Khải là cái người đánh tiếng, công khai bắn tiếng đầu tiên trên Little Sài Gòn TV với Nguyễn Kim Bình. Và cái hội chợ Tết năm đó Khải là người lên kêu gọi, và Khải là người bây giờ cái mẫu hình ảnh profile của Khải là Khải ngồi ngay cái hội chợ Tết, Khải xin chữ ký để mà và Khải ngồi, Khải phải giải thích cho bà Bùi Bích Hà nguyên một đêm tại sao Khải dám khẳng định Formosa là cái kẻ đang gây ra cái gọi là cái thảm nạn hủy diệt môi trường 4 tỉnh duyên hải Việt Nam. Trong khi đó Bùi Bích Hà còn không tin, nói là làm gì có chuyện đó, chuyện này chỉ là tai nạn. Khải nói không, Khải có bằng chứng, Khải giải thích hết. Thì thưa anh, khi mà Khải lên trên đài Việt Mỹ đó, Khải bên phía Việt Tân và rất nhiều tổ chức khác cũng đồng hành, cũng là mở cái petition thỉnh nguyện thư để gom chữ ký đó. Thì phía bên Việt Tân gom được khoảng 15.000 chữ ký, thì một mình Khải gom được 13.000 chữ ký hơn. Và giống như Khải nói, Khải đưa ra được những cái lập luận dẫn chứng để thuyết phục mọi người là Formosa nó không phải là một tai nạn, không phải là chỉ là rửa ống gì hết. Và thưa anh, David Võ là người nói với Khải. Tại vì Khải khi mà nói chuyện với luật sư Dina Nguyễn, Khải nói không, Khải không có nói suông, tại vì Khải có liên hệ một cái mạng lưới và Khải có những cái nạn nhân, những nhà hoạt động ở Việt Nam, cả một cái dàn luật sư, những người luật sư ở Việt Nam sẵn sàng cộng tác với Khải để tiến hành cái chuyện này. Khải nói anh Khải gom chữ ký để đòi kiện Formosa mà. Thì lúc đó David Võ mới nói anh làm đi, tụi em ủng hộ anh. Ý nói là nếu mà Khải chịu làm cái đầu tàu á, là tại vì từ đầu đến cuối Khải là cái người bung tiếng ra là kêu gọi đầu tiên mà. David Võ nói là anh làm đi, em ủng hộ anh. Để rất hiểu mình nói à, có nghĩa là nếu mà Khải là Khải đã là cái bà Nancy Bùi rồi, có nghĩa là David Võ, luật sư Dina Nguyễn sẵn sàng hỗ trợ Khải về mặt truyền thông, về mặt tổ chức nhân sự, và sẵn sàng chấp nhận Khải là cái đầu tàu để mà làm cái xúc tiến công việc đó. Khải từ chối. Anh biết tại sao Khải từ chối không ạ? Tại vì kính thưa quý vị, Khải có một cái mũ khác. Lúc đó Khải đồng hành, Khải đi, Khải làm phát động hai phong trào. Cái phong trào đó Khải vô tình, Khải chỉ thấy được một số chuyện những người không thấy, thì Khải xác nhận, Khải xác quyết, Khải nói không, là đây là rõ ràng là một cái kế hoạch mà sau này bây giờ mọi người đều biết rồi đó, để mà chôn giấu chất, xả chất thải, đúng không ạ? Một, có một quy mô, có một cái kế hoạch gọi là gì đó, thì Khải chỉ lên tiếng. Nhưng mà khi họ nói là Khải đứng ra để Khải phát động cái phong trào thưa kiện đi rồi, thì Khải nói không, tại vì Khải còn làm cái chuyện là Khải muốn tổ chức bầu cử tự do ở Việt Nam. Và Khải phát động cái phong trào đó thì các bạn nhớ là lần đầu tiên ở Việt Nam có được trên 40 người được đưa vào vòng hiệp thương, vào vòng 2. Khải cũng là một, nếu mà không nói là người, một trong vài người ở hải ngoại phát động cái phong trào đó, kêu gọi mọi người phải tham gia ứng cử. Đó là cách đây hình như là 4 năm, đúng không ạ? Thì Khải nói không, Khải không phải chỉ phát động, Khải phải muốn, phải thực hiện được. Thành ra Khải đeo đuổi cái công việc đó, có nghĩa là cái mục tiêu của Khải là đến năm 2021, có phải không ạ? Thì những cái người mà tham gia ứng cử mà không phải do đảng cử đó, thì không những chỉ là vượt qua được vòng 2, mà Khải phải được vào cái danh sách ứng cử vòng trong, chính thức là có trong danh sách ứng cử. Thì sẵn hôm nay Khải nói luôn, cái đó là cái mục tiêu Khải vẫn đeo đuổi, Khải đang làm, tức là từ 4 năm nay trở lại. Thì thưa anh, nếu mà nói về công trạng đó, bây giờ khi mà tụi Khải lên tiếng như vậy, và bây giờ mọi người cứ việc truy cập lại, thì Formosa đã phải công khai
đền hay là đóng tiền cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam 500 triệu đô la. Thì kính thưa quý vị, nếu mà nói là cái công Khải là 1 phần triệu, đúng không ạ, thì Khải cũng góp được 500 đồng rồi. Tức là Khải có quyền đòi 500 đồng rồi. Nếu mà công của Khải là 1 phần ngàn thì ít nhất có phải bây giờ Khải cũng là coi như là gần là triệu phú rồi. Thì bởi vì Khải nói đóng góp, rõ ràng Khải có đóng góp, công sức Khải có, nhưng mà danh hảo, cái credit Khải không cần. Nhưng mà chính vì họ huênh hoang, họ chà đạp Khải, họ vu khống Khải thì bắt buộc Khải phải kể thôi, thưa anh. Vậy thì bây giờ ngắn gọn, câu hỏi cuối cùng, anh có thể đếm trên đầu ngón tay là anh có tổng cộng bao nhiêu cái mũ, bao nhiêu cái công việc anh đang làm? Cái chính thì Khải có chỉ có một cái mũ thôi. Một cái mũ thôi, là một người con dân yêu nước. Giống như Khải nói, Khải theo gương Phạm Hồng Thái, theo gương Nguyễn Thái Học, Phan Chu Trinh, Trần Văn Bá, kể cả Võ Thị Sáu, kể cả những vị vậy, đúng không ạ? Và mình làm cái gì được thì mình làm, tùy theo cái nhu cầu, tùy theo tình hình, tùy theo giai đoạn. Thì đối với Khải, cái mũ mà ứng cử viên, nghị viên, nó cũng chỉ là giai đoạn nhất thời, nó không phải là cứu cánh cuộc đời của Khải. Cái câu vừa rồi đó, sạch anh nói nó hơi nhạy cảm, nhất là chúng ta đang ngồi ở đây. Anh nói thậm chí anh còn theo gương luôn cả Võ Thị Sáu. Đó là một nhân vật nổi tiếng của bên phía Cộng sản. Khải không quan tâm, miễn sao họ là những người yêu nước, họ nghĩ họ là con dân nước Việt, họ sẵn sàng hy sinh để cống hiến, để xây dựng, phát triển đất nước, thì Khải tôn trọng họ. Còn chính kiến phe đảng đối với Khải không có nghĩa lý gì hết. Dường như là nhắc đến những nhân vật này anh hơi có xúc cảm, phải không? Rõ ràng thưa anh, kể cả anh Lý Tống, anh Trần Văn Bá, họ là những người đã dám hy sinh, dám nói, dám làm, chứ không phải những thành phần bịp bợm, hoang tưởng. Vâng, một buổi trò chuyện khá thú vị, một tiếng đồng hồ, rất nhiều chi tiết liên quan đến những cái sinh hoạt của nhà báo Khải Đào, cũng như tình hình ở cộng đồng, những cái sinh hoạt ở cộng đồng ở tại miền Nam California này, nhất là Lido Sài Gòn. Cảm ơn nhà báo Khải Đào một lần nữa, và chúng ta sẽ chờ đợi xem trong những ngày tới, nhất là vào cái cuộc bầu cử liên quan đến cái cuộc bãi nhiệm ở thành phố Westminster, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau. Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Phạm rất nhiều, và xin thân ái kính chào.